À, chơi bữa nay mình giúp mẹ lau nhà kìa cô chú kìa. Giỏi chưa? Trời ơi, ai đây? Hả? Tới nhà rồi hả? Trời ơi, đeo cái nón ra mà còn chạy ra mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Chịu đời nói không? Ra chịu đời nói với cha giùm cô chú. Làm sao? Đồ chơi làm sao? Chơi, chơi. Coi nào, cái con này con gì đây? Con chó, Con ếch. con ngựa, Ừ, ếch chứ đâu phải con chó đâu. chó bóp của chân, Đây đây, cái này phải không? Cái này sai rồi, sai rồi. Vậy mới đúng nè. Đó, vậy mới đúng nè. chó Hả? À, đây nè. Này, này coi. đâu, Rồi. Trời ơi, đẹp quá rồi luôn á trời ơi. chó Thỏ đâu? nè, Đúng rồi, lỗ tai thỏ. Chay có phải thỏ không? Đây nè, chay chay nhìn nè, nhìn nè. À, đôi bông còn, đôi bông còn. Lỗ tai thỏ. Đi kiểm tra đôi bông. Trời ơi, đất ơi, ai ai cho cái nón đẹp dữ? Chay mua. Ai mua? Đâu phải. Ai mua? Tiền đâu mua? Tiền đâu mua? Mẹ, cái nón này phải là cái nón cái cô về Việt Nam cô chú nào cho đó nào không? Nón phải không biết, biết không phải không biết nữa, chắc vậy quá. Phải không ta, hay là bên Mỹ này ai thêu ai may ta, con cũng quên luôn rồi đó. Con làm gì đi mua cái nón đó. Con đâu có suy nghĩ tới, con đâu có suy nghĩ xa tới cái nỗi mà đi mua cái nón đó. Vậy ai tặng đó, cô chú nào tặng, cô chú nào tặng cho chay cái nón hết này vậy ta? Chay, chay. Ai mua? I told her, I said you gotta come out and play out here with us. Chay đi, ai mua? Không. Không. Ủa sao con hỏi mẹ được, con hỏi mẹ câu nào mẹ trả lời câu đó, mà tại sao mẹ hỏi con nói không? Hả? Đi về hả? Dạ, Ừ rồi thôi đi về đi. Xách giỏ đi về đi. Bye bye. Hả? Hello Chay. Ai mua? Ai mua? Ai mua? Mua. Ai mua? Ngoại mua hả? Ủa con mua phẹt con đâu rồi? Mua phẹt ngoại mua đâu rồi? Mua phẹt ngoại mua đâu? Thôi ở đó đổi cái nón à. Cô chú có chịu đời nổi, cô chú là dạo này video là cô chú không có chịu đời nổi với chay. À chay á, rồi bây giờ mới biết rồi, chay á mà muốn xả tóc á là phải đội nón. Thì nhìn cái mặt mới dễ thương chứ mà còn xả tóc mà không đội nón là thấy bà luôn. Là phải quất nhẹ cái nón lên cho nhìn cho nó như thì gì ai mua. Nó muốn xả tóc là phải đội nón chứ còn mà không đội nón là nhìn cái đầu tóc kìa, nhìn thấy muốn xỉu chưa? Đội nón lên con. Không đội nón nữa hả? Vậy mẹ đội nha. Coi coi mẹ đội nè. Đẹp không? Mẹ đội đẹp à? Vô lý không? Không cho má mì hả? Rồi ba đội cho con đi. Look at the camera. Look at the camera. Spin around. Yeah. Okay. Look at the camera. Nè, nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè, quay qua mẹ, đúng okay, rồi. Rồi, coi nè, coi nè. Coi nè. Welcome, Jenny. Không chịu hả? Mẹ mẹ đổi nha. Dạ. Rồi, mẹ đổi nè. Đó. Không. Vô lý. Ai mua? Không. Ai mua? Không. Ai mua? Không. Không. Vậy mà mốt đừng hỏi nữa nghe chưa? Mà bố con hỏi là mẹ sẽ nói không. Tại con trả lời mẹ đâu có đàng hoàng đâu. Ai mua? Con. Ai mua? Con. Ai mua? Con. Ai mua? Con. Cái cá. Thôi cái cá. À, đây đây đây, sẵn có quá trời đồ cột tóc, đưa đây. Đưa đây, tôi cột lên cái đầu tóc. Nè ai mua, trời đẹp này nè. Ôi trời trời, có con ghê ghê. Trời ơi, cái con ghê ghê, cột cái đầu tóc lên. Đó. Sẵn có quá trời đồ cột tóc luôn, lấy cột lên luôn. Ghê ghê ngoại. Ghê ghê ngoại kìa. Con ghê ghê chắc. Ghê ngoại hả? Ghê ngoại. Đó, rồi, đẹp.
Dương mồi. Ai mua? Cơm. Ăn cá. Nè nè, ăn miếng siêu bồ nè. Sao con kêu mẹ đi ra? Mẹ đi ra. Thôi vậy mẹ không có chơi với con nữa nha. Con này con gì? Con này con gì? Quẻ rồi. Con gì? Gãy rồi. Gãy rồi mà con này con gì? Quẻ rồi. Nhưng mà con này con gì? Cho cô chú coi con này con gì? Con gì? Con kêu heo. Đúng rồi. Ai mua? Con. Ai mua? Đi về. Đi về phải không? Rồi. Xách nón đi về đi. Rồi nón lên. Đi làm. Đi làm hả? Ờ về đi làm hả? Đi làm. Về đi làm. Ai dạy nó cái đó vậy trời? Trời ơi, cái kẹp nắp nữa kìa, có kẹp nắp nữa kìa. Đây là... No, Jesus. You're one of a kind, I'll tell you that. Yeah, she's one of a kind. She is one of a kind. Hả? Cái gì? Rồi kẹp nắp gì muốn giọng vậy, sợ không? Đó, coi được không? Mẹ đang cái này. Đó. Ủa? Ủa đi về rồi đó hả? Xong rồi hả? Làm mệt không? Dạ. Làm được nay kiếm được nhiêu tiền? Money. Hả? Nay kiếm được nhiêu tiền về đưa cho mẹ coi. Tiền sửa cho ngoại nha. Này này. Đây, tiền đâu nữa đây? Tiền kiếm được bao nhiêu đưa đây hết? Trả lên. Rồi, cảm ơn. Rồi, bữa nay ăn gì tôi đi chợ tôi mua nè. Ăn món gì? Bữa nay con muốn ăn món gì mày đi chợ mày mua. Muốn ăn món gì? Món trứng. Muốn ăn trứng. Ăn đơn giản. Ừ. Bye bye. Bye bye à. Bye bye cô chú đi làm đi. Bye bye. Ừ. Trời ơi đi làm vất vả mà ăn có cái trứng thôi. Trời. Gì? Sao sao làm vất vả mà ăn có cái trứng vậy? Ăn cái trứng sao no? Trời đất ơi. Con đi làm, con làm nghề gì á? Cháy, con làm nghề gì? Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, làm gì vậy? Trời ơi, diễn gì vậy? Con làm nghề gì á? Làm nghề. Nghề gì? Nghề gì? Nghề này là nghề gì? Nghề Nghề gì? Con thích làm nghề gì? Con nói mẹ nghe coi. À, con đi bán đồ cột tóc đó hả? À, nó làm nghề bán đồ cột tóc. Rồi để cái nón để mà lật cái kiểu này nè. Để xuống. À, để xuống. Mày đâu làm gì đâu. Cô chú rảnh thì bỏ tiền vô nón này thôi chứ đâu có gì đâu, phải không? Ai mua? Không. Không. Ai mua? Không. Không. Ai mua? Con. Bật rồi. Ai mua? Con. Không. Đi về. Ủa người ta đi lại người ta mua hàng mà đuổi người ta về hả? Ừ. Hả? Chắc đâu. Hả? Cháy bán cho mẹ đồ cột tóc đi, bán cho mẹ ăn cái. Không bán mẹ hả? Một cái. Bán mẹ ăn cái, nhiêu tiền? Mấy tiền? Rồi mẹ trả tiền chay nè. Cảm ơn chay nha. Rồi cất tiền bỏ vô nón, bỏ vô tiền vô nón. Đúng rồi, bỏ tiền vô nón. Ai mua? Không. Đi đây, tao đập bây giờ chứ đưa đây. Rồi thôi dọn hàng vô về đi, hết giờ rồi dọn hàng vô về, mẹ chờ cơm nhà kìa. Chờ cơm nhà. Ai mua? Con mới có cơm mà. Hả? Mẹ. Lẹ đi, mẹ chờ cơm nhà kìa. Mẹ đó mẹ đang chiên trứng ở nhà kìa. Lẹ lên về nhà ăn cơm. Dạ cơm. Diện trứng. Mẹ. Lẹ lên, không có từ từ. Không có từ từ, lẹ lên.
Nay từ sáng giờ đi làm được nhiêu tiền rồi? Mấy tiền? Má bán được cho mấy người, bán được mấy kẹp rồi? Rồi, hai kẹp rồi hả? Bốn kẹp, chứ mà không làm kẹp. Bốn năm kẹp luôn hả? Đồ nón về hả? Ừ, đồ nón về. Bye bye nhỉ. Bye bye. Trời ơi, cô bà có chịu đời nổi hết, không chịu đời nổi với bà này, tôi nói thiệt luôn. Đó, túi đựng tiền đó, túi đựng tiền đó. Nó đòi mà không thấy cái tổ quốc đâu mới tên mà. Rồi, rồi, kẹp nách. Đó, đúng rồi. Không chịu nổi. Bye bye. Bye bye. Rồi, về tới nhà chưa? Về tới nhà chưa? Hả? Wow. Hello, mới chơi mới về hả? Hello. Đi làm vui không? Yeah. Nay kiếm được nhiêu tiền? Không tiền. Không tiền luôn hả? Trời đất ơi, đi làm về mà không có đồng bạc nào, thôi đi thôi. Thôi về làm chi trời. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi hả? Rồi tiền đâu mua trứng? Ok, tiền với cô. Rồi đây, here we go. Thank you. Mẹ cảm ơn nha. Rồi, đi mua 3 cái trứng nha. 3 cái trứng hết 6.000. Đưa tiền mua gạo nữa. Ừ, mua gạo nữa, mua nước tương nữa không chị? Đưa tiền mua nước tương nữa. Ăn trứng và ăn với nước tương. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn nha. Giờ là phải chạy đồ hàng rồi. Để nay mai chừng nào mà bớt dịch mày đi mua cho chay cái nguyên một cái nhà để cho đồ hàng luôn nha. Để nấu ăn luôn. Kìa, bà đã ra đường kìa, bà đã bị đeo kìa. Bà đi mua đồ kìa. Đó, bà ca tiền bà đi mua đồ kìa. Đổ ra. Bữa nay hàng hóa còn được nhiêu đó rồi hả? Before I even knew her name, la la la. Mẹ tại sao? It feel like cool. Anh kể mẹ sao? Tại vì mẹ nhìn cái đứa con dễ thương quá, mẹ muốn đánh đứa con. Không thích đường nữa. Mẹ tại sao? Này cái cô đó, trời ơi, cái cô đó đi chợ vậy mua quá trời đồ chợ luôn kìa. Cô đó đi Plum Market. Trời ơi, có cái mặt chay dễ thương kìa. Ôi, đó cô mặt thương. Oh, wow. Quýnh cái đít cái này. Ý, trái ăn gì á? Trái ăn Oreo. Trái ăn Oreo, đúng rồi, trái ăn Oreo, đúng rồi. Chị trời, bà ngoại làm gì mà kêu ùm trời. Xin mua dữ rồi thầy. Trời. Baby. What? What is that? Trời ơi, đứng khoanh tay nữa gì vậy trời. Xin lỗi chứ. Xin lỗi ai? Xin lỗi chứ. Sao mẹ phải xin lỗi trai? Sao mẹ phải xin lỗi trai? Mẹ. Sao mẹ phải xin lỗi trai? Mai. Thôi bây giờ mẹ xin lỗi trai nha, mẹ không có chọc trai nữa nha. Dạ. Rồi, mong mốt trai cũng xin lỗi mẹ y chang vậy nha chưa? Bye bye chị chè. Bye bye mẹ. Bye bye. Bye bye con.
đẹp màu. Ủa giờ đi làm nữa hả? Dạ. Trời ơi, cực khó khăn quá, về chưa kịp ngủ nghe ăn uống gì giờ phải đi làm nữa. Đẻ ra đứa con xứng đáng đồng tiền ghê chứ. Ăn rồi lo làm không? Lo làm rồi đem gì tiền, bao nhiêu tiền đem về hết cho mẹ. Dạ. Đúng đó, đó đều còn dạ nữa chứ. Có chịu đời nổi với đâu. Nói nó còn dạ. Mày một ngày chỉ xin ăn đúng một cái trứng thôi, không không ăn thêm gì. Ăn gì nữa hôm nay, ăn gì nữa không? Ăn nữa. Ăn gì nữa? Ăn trứng. Ăn trứng rồi hả? Ăn gì? Có ăn kẹo, ăn thịt gà, thịt heo gì không? Kẹo. Ăn kẹo ha? Dạ. Rồi để mẹ mua cho cục kẹo để dành. Rồi. Rồi, kẹp nách. Đúng rồi. Rồi. Đây. Quá luôn. À đem theo cái đó luôn hả? Trời ơi. Rồi thôi đi bán đi nha. Đi bán vui vẻ nha. Chúc chay một ngày mua bán đắt nha. Đi cầm theo cho cố vô. Đó. Rồi. Rồi đi đi. Một ngày mua bán đắt nha. Bye bye. Rồi lại đây nè. Trời ơi, cái cửa hàng cũng vẫn còn, cửa hàng cũ hả? Before I even knew her name, la la la. Một cái hay một cái? Gì? Hay một cái? Bán ba cái. À, trong một cái video có một cái comment á, Ngọc thường thường Ngọc nói với tất cả mọi người là chay mà lúc mà ăn uống nó hay leo lên bàn á. Rồi Ngọc nói là thường thường nó không có vậy á. Mọi người biết tại sao Ngọc nói câu đó không? Khi mà mọi người có coi mấy cái video của chay cái gì đó, video của chay ông biết sao? Thì Ngọc đang quay bình thường trong kênh Chay Sky thôi à. Mọi người có thấy chay leo lên bàn không? Không hề đúng không? Mà tại vì sau khi mà quay lên cái video của Ngọc đó là leo lên bàn. Con nít nó thường ưa vậy đó. Nó giống như là bình thường nó rất là ngoan, nhưng mà khi có người tới nhà cái nó dở trứng lên, nó chướng lên. Cái đó thì nếu mà ai mà có con cháu rồi á, thì sẽ dễ thấy. Thí dụ như không có người lớn, không có người lạ tới thì nó rất là ngoan ngoãn. Mà khi có người lạ tới mình nói nó không nghe. Cũng giống y chang như là cái trường hợp mà Ngọc quay video vậy đó. Khi mà chay thấy cái hình của chay ở trên cái video á, chay biết Ngọc đang làm video chứ bộ. Chay biết Ngọc đang làm hết tất cả mọi thứ chứ bộ. Cái bắt đầu nó nổi chướng lên, mình nói nó không nghe. Đó, chứ là cái cô chú anh chị thấy bình thường là chay đâu có leo lên bàn đúng không? Chơi hết, chơi iPad, chơi ấy thì tự nhiên lên bàn chi. Mà khi mà tất cả mọi thứ đang tập trung và dồn vào cái bàn đang ăn để quay video á, thì nó cái bàn sẽ là cái mà để nó dùng để nó phá. Nó leo lên rồi nó ngồi xuống rồi nó đứng lên rồi nó ấy tùm lum hết. Nên vậy là lý do tại sao mà Ngọc hay nói là thường thường nó không có vậy mà có lên video nó mới vậy. Đó, Ngọc chỉ muốn giải thích cho các bạn mà comment cái câu đó. Nhưng mà nếu mà không có các bạn đó thì Ngọc nghĩ cũng có vài người sẽ nghĩ mà cũng không có comment hỏi thôi. Đó, giờ là cho một là chơi này xong cái chán cái chơi iPad xong rồi cái hả chơi cái kiếm khác chơi. Cái đời nào lên tự nhiên lên bàn có cái gì chơi đó lên. Đúng không? Chỉ có cái lúc mà mẹ chỉ một chút nữa mà mẹ với ba có đồ coi làm đồ ăn là quay video lên nè. Cái nó ngồi lên cái video là cái bàn là cái mà chỗ mà điểm tập trung camera với cái bàn là nó bắt đầu nó quậy lên cái bàn. Vậy đó. Nó đợi cái thời cơ mà mình làm mình làm video mình không la được nó. Mình không ấy được nó là bắt đầu nó leo lên bàn, nó nhảy lên ghế nó xuống rồi kia. Bây giờ là nó đi bán hàng có được không? Bye bye nữa. Nó chướng đời nó vậy chứ phải bây giờ tôi không có làm video nó leo lên bàn ngồi đi. Không hề. Nó đợi tôi làm video. Nó ưa gây khó dễ vậy đó. Nó kẹp nách đồ này kia. Rồi thôi hồi nãy giờ đi buôn bán này kia là thấy là cũng mệt rồi đó. Coi nãy giờ là thấy mệt cái video rồi đó chứ ơi. Buôn bán là con không mệt chứ cô chú coi là cô chú mệt rồi đó. Cô chú phải cần được nghỉ ngơi đó. Thôi bây giờ mình chào tạm biệt cô chú ở đây nha. Thì xin cảm ơn tất cả các cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cô chú thích cái video clip chay đi đội nón con ếch đi bán hàng nhìn giống y chang con ếch.
Thì chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt các cô chú nha. Bye bye. I love you. Cô nói I love you đi. I love you đi.